Dàn cầu thủ lần lượt đăng ảnh chính thức trong đám cưới công phượng, đáng chú ý nhất là Đức Huy còn tiết lộ cả tiền mừng cưới. Ngoài phong thái vui vẻ, cười tiết mắt của chú rể công phượng trong ngày trọng đại của mình, người ta còn thấy hài hước là Phạm Đức Huy, không đăng ảnh cùng cô dâu chú rể, cầu thủ này đăng ảnh bỏ phong bì mừng cưới và tiết lộ giá trị của nó bằng cả tấn thóc. Đám cưới công phượng viên minh khép lại trong hàng nghìn lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ, với độ bảo mật tối đa. Đám cưới Công Phượng càng trở thành đề tài bàn tán và thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây ảnh chụp chính thức giữa Công Phượng và quan khách tham dự hôn lễ cuối cùng cũng được tiết lộ. Theo đó nhiều cầu thủ nổi tiếng đã đăng tải ảnh mình cùng Công Phượng viên minh với lời chúc hết sức ngọt ngào. Ngoài phong thái vui vẻ, cười tiết mắt của chú rể Công Phượng trong ngày trọng đại của mình, người ta còn thấy hài hước là Phạm Đức Huy không đăng ảnh cùng cô dâu chú rể, cầu thủ này đăng ảnh bỏ phong bì mừng cưới và tiết lộ giá trị của nó bằng cả tấn thóc. Một cái thả tay, mất ngay tấn thóc. Chúc mừng hạnh phúc Phượng Minh. Bên cạnh dòng trạng thái này Đức Huy còn đặt nhẹ một ai cần như thể đang đau túi. Dòng trạng thái của Đức Huy khiến nhiều người hâm mộ chàng trai phải bật cười. Mừng cưới công Phượng chắc mất hết cả tháng lương nên nhà vua đau túi. Một người hâm mộ bình luận. Tay bỏ phong bì lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tài khoản khác cũng bình luận.